Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quốc Thành HK. Thì hôm nay thì mình chia sẻ đội hình qua map 30.18 các bạn. Đây là một team rất là khó đánh bởi vì có sự kết hợp của con Si này, Isabel nổ đam rất là to và Atha đá hàng sâu, gấu nữa các bạn. Một team rất là hổ báo, song sáo của team hàng sâu lại mạnh. Team này rất là khó trị. Rồi. Và mở đầu video ngày hôm nay thì AD sẽ giới thiệu với các bạn một thông tin là bắt đầu từ hôm nay thì mình sẽ nhận giao dịch trung gian nha. Bạn nào đang có ạt cần bán thì cứ ký gửi chỗ mình, giống như ký gửi nhà đất là vậy các bạn. Các bạn cứ gửi thông tin ạt và mức giá mong muốn thì mình sẽ share lên trong một group trên Zalo các bạn. Mình sẽ đăng bán ở Zalo để tránh trường hợp các bạn làm giả mạo, tránh trường hợp bị giả mạo Facebook và bị và tránh trường hợp các bạn bị scam nha, bị lừa. Rồi thì một số bạn nào có ạt đang cần bát lại thì có thể ký gửi tại mình, rồi mình sẽ để lên đó, rồi bạn nào cần mua thì mình sẽ làm trung gian giao dịch cho hai bạn. Rồi ngoài ra thì mình có nhận hủy liên kết Facebook, Gmail và cả kick out ạt các bạn với giá hạt rẻ thôi. Đó, thì giờ bạn nào có nhu cầu thì cứ bơ mờ trực tiếp dưới mỗi video của mình và mình sẽ add group Zalo để làm việc các bạn. Rồi quay lại với video ngày hôm nay thì đây là map 30.18 nha. Với sự sắp xếp là con gấu, gấu thì nó sẽ là trị sát thương vật lý nha các bạn. Nhưng có thêm một con Grace, con này thì lại trị sát thương phép. Có nó trong team thì toàn bộ đội hình của nó sẽ được giảm hình như là tăng kháng phép 20-25% các bạn. Ngoài ra với sắp xếp là con Isabel với lại con Si, mỗi đứa một góc. Thì Isabel bạn biết rồi, nó như là đạn 6 nòng vậy, lên nòng nó bắn thì thôi, rất là kinh dị. Còn con Si để nó nổ thì coi như team bay màu. Cơ bản thì team mình trên liver với lại trên lực chiến nhiều nên là đánh những team này rất là cực. Ngoài ra thì team địch có một con Athalia bạn bổ vào giữa đội hình địch. Kiểu này thì nếu mà mình lắp team ma nữ các bạn, đầu cuối chỉ nã được một con thôi, nó không có hiệu quả trong đội hình này, ma nữ bị áp sát nữa. Và để qua team này thì mình dùng team Ivan truyền thống thôi các bạn, với sắp xếp theo vị trí nha, 1 2 3 4 5, đó là Aeron, Rowan, Bướm, Lyca và Saphira. Mình sẽ để Lyca cho sắp cho Lyca bị Atha đá luôn nha các bạn. Đó, để Atha đá Lyca. Rồi, sau đây cho các bạn coi xong rồi mình sẽ cho các bạn xem cổ vật mình đeo ha. Và mình sẽ giải thích tường tận lý do tại sao mình lại đeo cổ vật như vậy ha các bạn. Rồi, đam chính là đến từ vị trí của Saphira. Rồi mình sẽ quay chậm và phân tích ha. Đầu tiên, bởi vì hai carry của địch đứng hai góc, vậy vậy mình chỉ khóa được một carry, thì còn một carry còn lại thì mình sẽ dùng bướm để khóa nha các bạn. Một carry còn lại thì mình sẽ dùng bướm để khóa xanh. Đó, mình khóa Si rồi. Còn Lyca thì chịu trách nhiệm hứng đam của con Athalia với khả năng né điêu luyện của mình các bạn, và Aeron có khả năng xuyên giáp các bạn, và nó có một cái kỹ năng là nó gây sát thương rất mạnh đối với những mục tiêu mà có bút khiên nha, bởi vì gấu bút khiên lên là Aeron không ngán các bạn, Aeron đã xuyên rất là đẹp luôn. Rồi các bạn cứ sắp tem như thế này và các bạn try một lúc thì qua. Ngoài ra thì bạn có thể sắp theo kiểu khác nữa là bạn có thể bỏ gà vào chơi team đại bàng sa mạc vẫn ổn. Rồi ha, bây giờ mình sẽ đến với các cổ vật trong team mà mình đeo. Với cái việc mà bạn lắp Aeron đứng trước thì bạn cần phải đeo tù. Bạn đặc điểm của Aeron khi bạn đeo tù thì là cái kỹ năng đầu tiên nó thi triển sẽ là kỹ năng này. Ha, bạn đeo tù thì nó sẽ hút, nhưng mà tù nó sẽ hút nhanh hơn bình thường. Vì vậy nó tăng khả năng hút địch lại. Đó. Cho tại mình sắp Aeron thằng trên các bạn. Rồi, Lyca chịu trách nhiệm tăng. Lyca chịu trách nhiệm tăng cho Athalia, bởi vậy Lyca sẽ đeo đeo né nha các bạn. Đây, đây là con vật né nè. Rồi.
Rowan cũng chịu trách nhiệm tăng, Rowan cũng đeo né các bạn. Và các bạn chơi team Rowan Safia Ivan này là bạn cần lưu ý một điều, đó là Rowan luôn luôn đứng gần Safia nha các bạn. À, Rowan đứng gần Safia để cho nhanh bút nổ Safia các bạn. Đây, đeo vào vật né. Ơi, Safia các bạn đeo mắt cho mình. Này là cổ vật mắt này các bạn. Nó sẽ tăng chí mạng lên, quả cầu nó rớt xuống nó sẽ sốc đam nhiều hơn. Ngồi ra taxi các bạn đeo tù ha. Taxi mình mới xích 10 thôi. Taxi đeo tù, đồ chưa có luôn. Rồi, đó là những chia sẻ của mình để các bạn qua được map 30.18, mình kẹt cũng khá lâu rồi. Ai kẹt lâu rồi nhưng mà qua map lại chẳng cho mình cái gì hết, khá buồn. Không sao, kỳ quá ở ta kẹt lâu rồi mà. Đây không ạ. Có đồ đỏ này. Ồ, ngon. Có một món cho bác rồi. Rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với các map tiếp theo các bạn, sẵn liền mình chia sẻ tiếp luôn. Map này map này có sư, có Nara, có Thor, có này. Nếu mà dùng team ma nữ thì mình nã được ba con hàng sau một lúc test các bạn. Các bạn mình thích chơi team ma nữ hơn. Dùng ngựa ở đây. Mình sẽ dùng ngựa ở đây. Một con này tăng không nổi. Ngựa ở đây để đẩy hàng sau về. Con phi các bạn thấy nó trâu kéo về gần chết nhưng mà phải đứng tăng được cả buổi, tuy nhiên chuẩn bị nó bị đập nè. Mình lắp hầu vị trí đó để cho hầu bị kéo không các bạn, tại vì cơ bản hầu kéo nó sẽ có khả năng chạy về. Team này thì mình có khả năng khó chết được sư. Mình khó chết được sư.
phụ trách được C nha các bạn, nhưng mà mau đây quá. Không dùng ma nữ để bắn con Nara được, bị kéo trước khi bắn à. Nay cuối tuần các bạn có thời gian, ok. Đâu dần quá. Đâu dần quá. Test xem sâu rớt gồng được không các bạn, sâu rớt mà gồng được thì team này đánh được nè. Ok, có cơ sở qua. Song sinh chưa kịp nhảy rồi. Kỹ năng của song sinh sẽ giúp nó sinh tồn được một lát sau khi bị kéo các bạn. Lắp thêm đồ. Các bạn thấy song sinh bị kéo nhưng nó sống lâu không? Được rô quan hồi máu nè, là kỹ năng của tụi nó nữa các bạn. Song sinh chết thì sau đó lại chết, kỳ quá. Chơi game này là một chuỗi một chuỗi bấm đi bấm lại các bạn. Không để kéo bướm được các bạn. Đặc sản của người rừng là né mà.
Saurus gọi bao đi. Có một nhược điểm là song sinh không thể nhảy các bạn, nó có thể thoát ra để nhảy được mà. Đi tù cũng không hút nổi ta. Mắt nhỏ nhỏ thôi mà khó đánh ghê các bạn. Thò nó kịp nồi, nếu mà thò chết trước khi nồi thì ngon. Nếu mà thò chết trước khi kịp nồi thì ngon các bạn. Chó chó chó. Hôm mà chết trước khi kịp nồi thì có thể qua. Dạ ơi. Em ơi, em chay đúng không? Nấu cơm nha. Lẩu à? Ok. Rồi rồi, chồng ốp con cái rồi, mẹ chồng đi ăn. Thôi mình xin từ bỏ cuộc chơi ở đây. Từ từ mình nghiên cứu tiếp các bạn. Nói thật, gặp mấy cái team này căng như dây đàn. Ông sâu rớt màu đài quá ông ơi. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình sẽ thử chai mát này sau nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt.